Đời vui khỏe với Princess Lifestyle là dược thảo dinh dưỡng chất lượng cao cho người luôn sống vui tươi trẻ thêm đẹp xinh. Cộng đồng luôn tin tưởng đến Princess Lifestyle, đem niềm vui cho mọi nhà là Princess Lifestyle. Kính chào quý khán giả đến với chương trình Kiến thức dược thảo với bác sĩ Morita, Lưu Mỹ Linh và Phạm Khanh. Đây là chương trình truyền hình trực tiếp, quý vị có thể gọi vào đặt câu hỏi với bác sĩ Morita, hoặc là quý vị có thể gọi cho chúng tôi để order những cái loại thuốc của công ty Princess Lifestyle. Phạm Khanh xin chào bác sĩ Morita, chào Lưu Mỹ Linh. Chào Phạm Khanh, chào cô Lưu Mỹ Linh, xin kính chào quý khán thính giả. Vâng, xin kính chào quý khán thính giả, xin chào bác sĩ và chào anh Phạm Khanh. Vẫn về vấn đề cao mỡ, cao máu mà bệnh nhân của bác sĩ thắc mắc quá nhiều phải không ạ? Tại sao nó là một cái bệnh rất là phổ thông nhưng mà sao các bác vẫn thường dường như là mình nói là không hiểu thì cũng không có đúng, nhưng mà các bác vẫn quan tâm quá nhiều và vẫn chưa có giải quyết được những cái khúc mắc phải không ạ? Tại vì mình ăn uống nó không? Có nhiều khi mình không ăn uống, ăn uống thì cũng có nhiều đó, mỡ, dầu, mỡ rồi ăn những cái đồ mà nó làm cho bị cholesterol. Rồi có một số người nó tự động trong cơ thể mình nó tiết ra chất cholesterol. Nên nó kính thưa quý vị là người ta bị cái bệnh này nhiều, mà 85% là người ta bị stroke, bị tim mạch, tức là bị đột quỵ, là hoặc là bị tai biến, hay là cái bệnh ta gọi là bác thoát tội, đó là do cái máu mỡ mình, nó trong máu mình nó có mỡ mà nó gây ra. Còn 15% thì thí dụ mình bị cao máu đi là do cái tuyến thượng thận của mình nó hoạt động bất bình thường. Thì cái đó cũng luôn lên thấy không, người ta bị ráng giữ làm sao mà cho cái cholesterol nó ở mức bình thường. Thế chi? Yeah. Thứ nhất là mình tránh được cái bệnh cao máu, cao mỡ là thứ nhất rồi. Thứ hai nữa là tránh được cái bệnh tai biến, đột quỵ với lại bệnh sạn túi mật. Tại vì cái mỡ mình dư nhiều quá đó thì nó rót cho túi mật mình ngại chút. Thì sau đó một vài năm thì quý vị sẽ thấy có những hột sạn nhỏ nhỏ trong cái mật của mình. Nhiều khi có người vài ba hột của mình rất là to, còn một số người mấy chục hột nó nằm ở trong đó. Rồi những cái hột nhỏ đó, nó đi theo cái đường bile duct, tức là cái đường mà dẫn mật xuống cái ống cái tá tràng của mình đó. Nó bị nghẹt cái đó. Nên nó làm cho người ta bị, có một số người nó vàng da vàng mắt quá, ta tưởng nó là bệnh gan. Nhưng mà thật sự là tại vì cái ống dẫn mật của mình nó bị nghẽn đi. Nên cái đó cũng rất là quan trọng. Rồi cái lượng mà cholesterol xấu lên cao đó, từ cholesterol xấu với lại cái lượng mà triglyceride đó, mà nếu mà nó lên cao quá thì quý vị biết cái bệnh gì xảy ra nữa là bị bệnh tiểu đường. Nên rất là quan trọng, quý vị nào mà lỡ mà bởi vì mình thấy mình máu mỡ mình hơi cao thì dù có thành dụng con kiêng mà nó không xuống thì bắt buộc phải uống thuốc thôi. Thì nhiều bây giờ ngoài thị trường có luôn lên như là Phạm Khanh biết nhiều loại thuốc lắm. Nhưng mà tại vì người ta không có đi bác sĩ thường xuyên để mà theo dõi cái bệnh tình của mình. Chứ bây giờ biết bệnh mà nó ngăn ngừa rất là nhiều. Ngày xưa thì mình nói là bên đây nó không có ngăn ngừa bệnh, nhưng mà bây giờ cũng ngăn ngừa bệnh, nó giống như bên đông y vậy đó. Uống thuốc để ngăn ngừa, chứ để đùng cái anh bị đột quỵ hoặc đùng cái bị bán tham mặc tội rồi bắt là mới uống thuốc, thời chừng đó nó trễ rồi. Hoặc là nó không có giúp được 100%, bởi vì tại sao người ta kêu mình uống thuốc trước khi mình bị thấy mỡ cao, nó kêu mình uống thuốc để cho nó giảm xuống, để mình tránh được những cái bệnh mà tôi vừa kể trên đó thôi quý vị. Nên cô luôn lên nói tại sao người ta bị rất là nhiều, mà tại sao người ta ignore, người ta không có nghĩ tới, là tại vì người ta chưa có bị. Thì mình hay nhiều cái câu mà cũng rất là hay là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, có rất là đúng không hết. Thế thì mình chưa thấy gì mình ý lắm. Máu mỡ cao tôi thấy có người cao cái triglyceride lên tới 800 mà họ bình thường, họ tỉnh lắm. Rồi hỏi anh lúc này bỏ bia cho nó chưa, vài tháng sau hỏi là ông chết, ông đi rồi, ông đó chết rồi. Vì thấy không, tại vì nó cao quá mà mình không có chịu khó mình uống thuốc tập dục ăn kiêng thì chắc chắn là mình sẽ bị bệnh. Mà có những người bị đột quỵ thì còn sống, mình cứu được. Còn có những người đột quỵ là đi luôn, như cái anh mà anh Việt Nam là Trung Quý. Anh coi cái phi trường ở chỗ Bình Minh á, Bình Minh Vĩnh Long đó. Anh cũng rất là qua đây, cũng rất là thân thiện tới mặt tôi. Tôi nói anh ơi, tôi nói anh cao quá, là tôi thấy anh cao quá rồi, anh phải ráng cẩn thận chút xíu. Hỏi anh còn bia không? Nói còn. Hỏi còn thuốc không? Còn. Thời gian sau là mấy tháng sau là... Hình như là bia rượu với thuốc là làm cho người ta đi sớm lắm. Đi rất là sớm. Dạ đúng rồi. Mà thưa bác sĩ, như bác sĩ nói hồi nãy đó là cái dạng, tức là cái cholesterol mà nó nằm ở trong cái túi mật của mình đó, xong cái nó tùy theo rồi nó rớt xuống cái tá tràng đó. Thì nếu mà nó rớt xuống đó thì nó làm cho người ta đau đớn như thế nào ạ? Tức là người ta đau lắm, thì nó bị tại cái mặt mình nó không có xuống được cái tá tràng của mình. Nó nằm giữa trên cái ống mật đi xuống,
Bây giờ người ta sợ lắm. Có một số người đó, người ta bị sàn túi mật mà người ta không có sợ bằng, tại nằm trong túi mật thì nó không có đau lớn gì hết. Có một số nó cái mật nó cao, nó lớn quá, nó làm nó nghẹt ống mật là nó bị đau. Đau kinh khủng đó. Rồi anh biết là người ta, tại vì tôi có những bệnh nhân mà mổ rồi nói đau mà tôi muốn chết sướng hơn đó bác sĩ. Mổ ra rồi thì lấy hết thì nó không sao, thì nó ngầm nó cản trở ngay chỗ túi mật nó, rồi nó mật không di chuyển được đó anh. Nhưng mà rồi mổ là lấy một cái mật ra chứ đâu có lấy được cái từng cục sạn ở trong cái mật. Dạ không, cô lấy là phải mổ cắt bỏ hết luôn. Mà nếu mà mình để cái mật của mình, cái sạn mình trong túi mật lâu ngày mình không có chữa trị, nếu mà không có hoành hành thì thôi. Mà nếu nó hoành hành mà quý vị cứ để tiếp tục để giờ thì nó sẽ trong tương lai mình sẽ bị ung thư cái túi mật. Cái cuốn mật á. Dạ. Cái phần trên á, bây giờ người ta cắt người ta bỏ. Thì thường thường ai cũng sợ đã bao nhiêu năm sau á thì nó bị phát sinh trở lại. Thì thường thường nó bị ung thư. Nên cái gì mà cẩn thận chút xíu, mình châu quá, mình ăn kiêng, mình thấy mình cái cholesterol xấu lên cao nhiều quá thì mà mình đi chụp hình mình thấy cái mặt mình có bị sạn, cái gì cẩn thận chút. Tại vì có một số người có cái bị sạn túi mật có 30 năm rồi. Nhưng mà nó không hoành hành thì cũng không sao. Không hoành hành nó làm chịu không nổi lên nên cắt bỏ đi chứ không để. Không có một cái cách nào có thể làm cho những cái cục sạn nó tan đi ạ? Ở trong cái túi mật nó có cái bán, có cái thuốc bán để cho cái sạn mật nó tan, mà cô biết 100 viên nó $300, mà thường thường cover bảo hiểm nó không có cover, rồi người ta uống một chai hai chai thì đâu thấm nhầm nhòi gì đâu, người ta cũng bỏ. Phải uống rất nhiều, uống nhiều lắm, mà nó 100 viên là $300 đó. Nhưng mà cái vấn đề cao quá, cô mở hình như mình uống thuốc là phải suốt đời á, bác sĩ không có nghĩ được. Dạ nếu á mà mình thấy cao cholesterol mình uống thuốc nó giảm tối đa rồi đó, ở dưới mức bình thường rồi mình có thể giữ được thời gian. Còn nếu mà nó ở mức độ cao hoài lại cái gan mình nó tiết ra cái chất cholesterol hoặc là một vài cái lý do nào đó mà mình ăn uống cái digest của mình nó không có tốt á, thì nó làm cho cái mật có cái cholesterol lúc nào nó giữ lên cao, với lại cái triglyceride mỡ đa dạng mỡ tổng hợp lên cao thì mỡ xấu lên cao thì bắt buộc uống thuốc hoài thôi. Không nên uống hoài khổ, cái này là thuốc dược thảo thì không có sao. Còn thuốc tây mình uống thời gian mà mình uống hoài đó thì nó ép gan của mình, nó làm cho cái men gan mình lên cao lắm. Người ta cũng sợ men gan lên cao thì có thể bị hại gan trong tương lai. Thì bởi vì bác sĩ nói tại sao mà cho mình uống thuốc cái cholesterol là phải vài tháng, 6 tháng trở lại bác sĩ để khám trở lại để coi cái gan mình có hoạt động bình thường hay không. Dạ. Cũng như những người bị bệnh tiểu đường, anh thấy không? Ví dụ bác sĩ cho thuốc tiểu đường nhưng mà 4 tháng hoặc là 5 tháng, 6 tháng bây giờ trở lại bác sĩ coi cái mình uống thuốc tiểu đường cái gan mình có hoạt động tốt hay không. Tại vì nhiều cái mình bị biến chứng lắm. Mình uống thuốc thì nó trị được bệnh này nhưng mà cái bệnh khác đó, tại nó nổi lên. Bây giờ ta sợ là vậy đó. Bác sĩ sợ. Còn thường thường thì bác sĩ thì bác sĩ mình có cái tấm lòng mà ta để ý tới đó, không? Thì người ta nó check thử máu cho mình, thử blood test cho mình. Còn có những bác sĩ mà đi không bao giờ người ta để ý tới, tại vì ta bệnh nhân đông quá. Ta không để ý tới, mà cái đó mình rất là quan trọng, mình phải biết thế nào để mà mình tự mình chữa cho mình. Thì thường thường tôi đọc cái cuốn sách mà mình là bác sĩ của mình là hay nhất. Thí dụ bây giờ quý vị thấy là mình bác sĩ đi, mà mình bình thường mình bệnh nhân lại đi, bác sĩ cho anh Phạm Khanh một ngày uống chục viên thuốc, 20 mấy viên thuốc luôn, mà anh cứ tiếp tục uống y như vậy thì anh biết gì không, trong tương lai anh không có sống lâu, không dai được. Mình phải biết mình uống cái này mà nó hại mình sao, uống cái kia nó tác dụng sao, nó nóng quá hay gì, thì anh phải tùy theo cái thuốc mà anh gia giảm. Tức là mình đó. Chứ thật sự là nếu mà bệnh nhân nằm mà anh thấy mấy bà cụ già Mỹ đó, uống lần một ngày 10 mấy viên mà cho thiếu một loại, anh biết lại tìm thuốc tây la quay quái mà mấy bà tại sao bữa nay tôi có 8 loại, kỳ trước tôi được 9 loại. Bây giờ nên nhớ là uống thuốc nhiều quá không phải là bác sĩ cho là cho nhưng mà không có tốt. Nhưng bên Hoa Kỳ này đỡ, bên Việt Nam mình á, anh thấy một cái to chứ không đủ, chứ cho 2 cái to. Tôi tổng cộng tôi đếm là bên nó đem qua đây cho tôi đọc á, 15 loại thuốc luôn khác. Thấy không? Vậy là uống vậy làm sao cái cơ thể nó chịu nổi. Bắt buộc mình là bác sĩ của mình, tức là mình phải biết. Tại nó có bán cuốn sách gì nào mà có đi mà ra lấy tìm sách á, mà thích Việt Nam mới có chứ. Tôi nghĩ thuốc sách này, sách Mỹ nó chuyển qua, nó dịch lại. Nó nói là mình là bác sĩ của mình là tốt nhất là đúng. Tại vì tôi đọc cái cuốn này tôi thấy rất là đúng. Nếu mình giữ theo vậy á, thứ nhất mình giảm được thuốc, thứ nhì là quý vị có thể là giúp cho quý vị được sức khỏe, quý vị được dồi dào hơn. Nó rất là hay. Cái cuốn này quý vị nên mua.
ở cái tiệm sách mà tiệm sách Mỹ tôi nghĩ không có đâu. Tôi có tiếng Anh thì có, mà tiếng Việt có thể phải mua tiệm sách Việt Nam thì mới tìm lớn thì chắc chắn là có. Dạ vâng. Dạ. Cảm ơn bác sĩ Morita. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số thông tin thương mại và sau đó chúng tôi sẽ trở lại ngay.